Sàn ô tô thủ đô xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay bên em lại về một mẫu xe nhà Toyota Camry 2.5Q. Đây là một chiếc xe sản xuất 2018, được trang bi đèn led và đèn 2 bi. Đèn gầm cũng được trang bị khá là tinh tế. Bên cạnh đó là một bộ mâm 17 inch đa chấu và một cặp lốp Michelin. Chiếc xe đã được trang bị động cơ VTVI cực kỳ là chất rồi. Không thể thiếu là đèn sinh nhan trên gương, lẹp kính mạ chrome chạy vòng quanh. Chiếc xe thì được trang bị một nội thất màu da bò cực kỳ sang trọng. Vô lăng cũng được trang bị khâu da. Trên chiếc xe Camry 2.5Q gần như là full hết đồ nhé các bạn nhé. Có số chuyển vô lăng, màn hình hiển thị thông số, tích hợp vô lăng hai bên khá là chất. Bên cạnh đó là một chiếc màn hình giải trí khá lớn nằm ở phía giữa. Đồng thời là các chức năng giải trí cùng một chiếc sạc không dây nằm ở phía giữa. Các tay bệ tì đều được bọc bằng da. Về phần phía sau, chiếc xe thì cũng được trang bị cả ghế phía sau cũng được điều chỉnh bằng điện các bạn nhé. Một chiếc xe Camry Q này khá là ổn áp. Bên cạnh đó là hai cửa gió phía sau cho người ngồi phía sau. Có chỉnh điện, có rèm chắn nắng đầy đủ. Trên tất cả các chi tiết thì được ốp vân gỗ, nẹp mạ chrome, có chắn nắng phía sau. Anh chị em thực sự quan tâm chiếc xe Camry 2.5Q 2018 thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0989980380. Sàn ô tô thủ đô số 3 Nguyễn Văn Huyên, chuyên mua bán cung cấp các dòng xe trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Anh chị em có thông tin liên hệ với chúng tôi sẽ có phần quà, phần thưởng cực kỳ xứng đáng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.